Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại khu rừng Bỏ Quan, giống như khu rừng U Minh Thượng các bạn. Thì hôm nay mình muốn quay trở lại để tìm hai cái bông mà họ giống như người rừng đó quý anh chị, để phiên họ hết lời, để giúp cho họ đi về chùa cho rồi các bạn. Với mình lấy cái lều lại các bạn ơi. Thật sự tháng này là tháng mưa bão, nếu mà không có cái lều á, mình đi sống những cái chỗ mà hoang vu hẻo lánh á, nó rất là khó khăn quý anh chị và cô chú. Ở đây có một cái lối mòn, chứng tỏ ở đây có nhiều người họ đi vào đây bắt cua bắt cá kiếm sống đó cả nhà. Rồi có người họ đi bắt ong luôn. Thì theo mình được biết cái clip vừa rồi á, thì cái bữa đó cái vong người gần á, họ có nói với mình là sợ mình vào đây bắt ong với anh chị và cô chú. Thì mình có nói rồi, mình không phải là người đi săn bắt động vật hoang dã đó. Nhưng mà cuối cùng là họ đem cái lều của mình đi mất tiêu luôn. Nói cái nào nói, họ không chịu trả quý anh chị và cô chú. Ở đây dây mây quá trời dây mây luôn. Mấy năm trước đó, mình nghe có một người cô, bà sống ở trong cái khu rừng này nè. Mấy cái năm đó bà còn khỏe, bà ở đây mình các bạn. Bà nói là bà thường xuyên thấy rắn hổ mây luôn quý anh chị và cô chú. Nhưng mà cái xóm này chưa ai từng thấy hết, có mình bà thấy à. Lạ vậy chứ. Hiện giờ thì ông trời ổng có vẻ chuẩn bị mưa quý anh chị và cô chú. Trời tối thui. Mô Phật, ông trời ông cho con vào đây để tìm hai vong hồn đó, để con xin cái lều lại. Thành công rồi ông hả mưa nha ông. Những cây dừa có cái màu đỏ đỏ trắng trắng như thế này là họ làm dấu để bắt chuột đó quý anh chị và cô chú. Mình có hỏi thăm ông anh ở phía bên ngoài rồi, ông nói là nó làm dấu, cũng như là cái nào mà có đặt ở trên cây dừa là họ sẽ trét một màu quý anh chị. Hiện giờ thì có ba màu ha, chắc có thể là họ đến đây họ đặt cái lồng chuột ở trên cây dừa này 3 lần quý anh chị và cô chú. Thật sự mình không muốn vào đây thường xuyên đâu quý anh chị và các bạn và cô chú. Mình vào đây mỗi một lần là mất sức rất là nhiều. Mồ hôi của mình nãy giờ nó ra kêu bằng nồm nọp luôn á, không phải chuyện đơn giản. Quý anh chị và cô chú thấy nè, tuy là trời chuẩn bị mưa nhưng mà ở đây âm khí nó bị ngạt quý anh chị và cô chú.
gừng cây nhiều quá thấy vậy nó không có thoáng á, rồi nó làm cho cơ thể con người mình nó dễ sanh bệnh, dễ đổ mồ hôi quý anh chị. Mình nghe lá làm xào sạc dữ lắm quý anh chị cô chú. Thì cái clip cái tập vừa rồi á là mình phát hiện hai vong giống hệt người rừng đó, họ ở trong cái lùm này nè quý anh chị và cô chú. Thì hôm nay mình đến đây có vẻ không phát hiện họ các bạn, im ru ha. Gì vậy ta? Cái gì mà nó tiết ra cái màu trắng quá trời luôn quý anh chị và cô chú. Mình mới nghe một cái giống như ai trộn mình ở trong đó quý anh chị và cô chú, mình nghe một cái sạc luôn á trong đó ha. Thì cách này cũng khoảng cỡ một tuần trước là mình có đến đây mình làm cái lều mình nghỉ trưa, bị cái vong đen đen nó đến nó phá rồi nó ám mình không có nghỉ được đó quý anh chị, là ngay vị trí này ha. Cái cảm giác của mình nhìn vào ngay chỗ mà mình sống sinh tồn á, nó rất là lạ. Là bữa hổm á mình chỉ lót cái láng miếng láng lên thôi quý anh chị và cô chú, nhưng mà hôm nay mình cảm thấy nó trống trải rất là nhiều luôn ha. Hôm nay mình vào đây cảm giác lặng trang của anh chị và cô chú. Nước thì đang chuẩn bị lớn ở ngoài sông cái, so với cái khu rừng này là không có xa gì mấy của anh chị và cô chú. Mình thấy ở đây có cá rất là nhiều luôn nè, ụt quá trời ụt. À, mũi mũi kêu bằng khủng khiếp luôn á. Đây là cá bần ha, chắc có thể là mới rụng hay sao. Vậy thôi bây giờ mình cố gắng lội qua bên đây xem thử hai vong người rừng họ có ở bên đây hay không các bạn. Nếu mà không có thì nhiều khi cái láng trại của mình họ để gần đây không chừng, thí dụ vậy đó. Qua đây có thể thấy quý anh chị và cô chú.
mình sợ nước vào ủng của mình á, thành ra mình đi chậm rãi cho chắc ăn vào chú ơi. Trong đây cái gai đó là cái gì tự nhiên mình quên ta, gai trảng quá trời luôn. Rồi lỡ rồi, hết xe cù luôn các bạn, ướt cho mày ướt luôn. Tự nhiên có con vị đen mình vậy trời. Hên, mình tưởng đâu con ông không, ông bà cô chú và các bạn. Ai đó? Sụt sẹt quá trời mà không thấy các bạn. Thì mấy hôm trước mình đến đây á, họ nói là sợ kiểu như mình là người đi săn bắt ong rừng á, họ không cho mình đến đây ông bà cô chú. Cái ủng á nó không có nặng bao nhiêu mà nước nó nông vào cảm giác rất là khó chịu luôn bà chú. Cái gì lạ vậy ta? Hôm nay á, vào cảm giác không có một cái gì đó nó động tình các bạn. Như những lần trước á, mình vừa đến là gặp hết vong này tới vong kia mà ta. Đây là cái lối mòn của mình đi mấy bữa trước nè các bạn. Nhưng mà mình cảm thấy cái lối mòn này á có nhiều người đi nữa chứ không phải là một mình đi ha. Chắc có thể là thợ bắt ong rừng á. Họ đi đường này nè cả nhà. Rồi mình nhớ ra rồi quý anh chị và cô chú, ngay địa điểm này là mình bị cái con không phải mang người gần quý anh chị, họ dọa mình chạy bị đâm cái bàn chân luôn, cái gai này nè, đó quý anh chị và cô chú thấy nó đang đen á, nó nhọn dữ lắm, nhọn luôn nhưng mà nó không có dài ha. Hôm nay á, tôi đến cái khu rừng này để tìm hai vong linh người rừng á.
có thể là ma quỷ họ biến ra người rừng hay sao đó không bà cô chú. À, để xin lại cái láng trại ha. Còn dạ nó nước nông cũng nặng nữa. Ôi khổ ghê. Cây cao như thế này mà những người mà họ đi bắt ong rừng đó, họ leo rất là giỏi luôn ông bà cô chú và các bạn. Bởi vì cái nồi cơm mà không leo làm sao mà có sống ha. À, nói chung cũng may giờ này mình đến đây nước chưa có lớn lên cao quý anh chị và cô chú. À, nếu mà nước lớn là vô phương ngập lên 1 mét luôn. Kỳ lạ cho ta. Hôm nay có vẻ vào đây không thấy họ quý anh chị và cô chú. Nó mình mới nghe cái tiếng này là tiếng của người rừng. Thì hôm nay tôi đến địa bàn khu rừng giống như khu rừng của mình, thì bữa hôm mình nghe bông này nói Umazon là sao không biết. Mình lại tới đây thực nhớ quý anh chị và cô chú, thì theo mình đoán chắc có thể là hai vong hồn này trôi từ ở khu rừng Umazon ở châu Phi về cái khu rừng này họ ở không chừng. Cái này là theo mình đoán thôi ha. Nó còn thật hay giả thì cái đó mình cũng chia sẻ cũng như là cái cảm nhận của mình nói cho quý anh chị và cô chú biết vậy thôi, chứ có nhiều bạn nói ông làm clip càng ngày càng nói dốc nói xảo quá trời quá đất, thì mình đâu có nói dốc nói xảo đâu các bạn. Đặc ví dụ mình chỉ đoán mô phỏng. Có không có thì thôi, chứ cái này mình đâu có kêu các bạn và cô chú tin tưởng mình bằng 100% đâu. Nó thì mình nghe cái tiếng mà hồi nãy họ nói chuyện á là nó vang ra từ ở bên cái lùm này nè quý anh chị, cái lùm này ha. Rồi sao đi qua bển à, trời. Bữa hổm mình nhớ mình cũng đi từ bên kia qua mà ta. Nhưng mà bữa hổm thì đi rất là khỏe quý anh chị và cô chú. Bữa đó chắc có thể là sức khỏe mình còn tốt hay sao á. Bữa đó là mình không có mang ủng luôn ha. Rồi, mình nhớ ra rồi quý anh chị và cô chú. À, bữa đó mình không ăn ủng bị cặt bần á. Nó đâm quá trời luôn, mình bị hồi gược á. Thành ra chân cẳng mình bữa nay nó còn ê. Đường nào đi vô bển trời. Cái gì vậy? Mình
nghe cái tiếng giống như ai lăn thùng phi trong này, nghe đùng đùng luôn các bạn. Bữa hổm mình đi ngon lắm mà trời. Bữa nay hết biết đường nào đi luôn các bạn. Kỳ vậy ta. Bữa hổm đi trên sông mà đi phà phà luôn mà. À, tôi là người đi giúp Vong nè. Thì hôm nay á, mục đích của tôi đến đây cũng như là phiên hai bông linh. Thôi bây giờ mình buông bỏ hết đi, đừng có oán hận làm cái gì. Mình đến cái khu rừng này mình bảo vệ rừng cũng không có tốt, tại vì những cái việc mà bà con họ vào đây á, họ săn bắt ong rừng hay là họ săn bắt cua biển hay là rắn gì đó, là cái nghề của họ mưu sinh ha. Mình không nên ở đây để mình đặt cái vụ mình ám họ cũng không có tốt ha. Nghe giống như hình như là có ai đi phía sau lưng mình, ông bà cô chú và các bạn. Kỳ lạ vậy ta. Đó, ông bà cô chú nghe không? Giống như có một cái gì đó nó ở sau lưng mình các bạn. Lạ vậy chứ. Cái này là bụi rén. Cái đầu của nó không biết ăn được hay không ta. Giống như đọt chạy của anh chị và cô chú. Thực sự mình vào đây rồi về mình lấy video rồi mình đăng lên YouTube, mình không thể tưởng tượng nổi. Đó. Là mình vào đây được quý anh chị và cô chú. Ai vậy? Trả đó cho tôi hả? Trời ơi, hồn dữ các bạn. Thôi nó nghe nè, cho tôi đi qua nó đi. Muốn cái gì thì tôi chuột. Muốn xài tiền đô không? Chết bà. Đứng đây ngay ổ kiến các bạn. Kiến đen nó đeo ở đầu mà nó cắn quá trời luôn ở đầu. Đâu rồi?
Quý anh chị và cô chú coi nè, cắn nhừ luôn á. Trời trời, sao su dữ vậy. Mạng kiến này đái ra cũng cay lắm nha. Kiến đang đen, kiến hồi. Đâu con tiêu ta? Đâu trời? Thôi nó nghe nè, cho tôi chuột cái tiếp liệu của tôi lại bằng tiền đô đi ha. Tôi sẽ gửi cho 2 ngày một sắp đô, trị giá 2.000 đô. Mình có đô rồi mình sẽ đi mua những cái thứ mà mình cần á ha. Trả cái đó để cho cái người mà họ đi sống sinh tồn ở trong rừng trong rú á, để họ có liều để sử dụng. Lỡ mà trời mưa xuống á, họ không có chỗ để đục mưa cũng tội cho họ, biết không đó. Thì tôi không biết 2 ngày là người hay là ma hay là quỷ đó. Nếu mà 2 ngày có phải người thì nhớ lên tiếng cho tôi biết, lên tiếng lớn lớn ha, có phải người không. Người các bạn, người hay là ma quỷ không cần biết. Thôi bây giờ họ là người gần rồi, mình cũng tôn trọng họ các bạn. Cái gì? Nói tiếng gì vậy trời? Có thể là vong linh người gần kêu mình lên chảnh để trả liều lại hả? Phải không? Phải không? Họ di chuyển qua bên kia rồi các bạn. Thật sự nãy giờ mình đi tìm họ rất là vất vả luôn ông bà cô chú và các bạn. Quý anh chị và cô chú nào mà thấy mình làm cũng như là video cũng như là lặn lội để đi sống sinh tồn và gặp vong á, thấy cực khổ, nếu mà thích đó thì nhớ cho mình một cái nút subscribe cũng như là đăng ký kênh đó, để mỗi khi mình đăng lên YouTube quý anh chị và cô chú xem ủng hộ mình ha. Đăng ký kênh và nhớ mở cái chuông ra nha cả nhà. Thì ông bà cô chú và các bạn fan hâm mộ cũ của mình á, nhớ cho mình xin mỗi người like ha, và nhớ cho mình xin một cái nút chia sẻ nha cả nhà. Làm vậy ra ngoài đi, ra ngoài. Làm gì vậy, đục kích mình các bạn. Nó nghe nè, trao đổi đi, lấy tiền không, tôi cho tiền rồi trả cái liều lại cho tôi.
Ồ. À cha. Ôi chết mình rồi ông bà cô chú ơi. Ôi vui. Họ cầm cây rất là to luôn á. Ôi trời. Nó vẫy cái hai ba sườn mình luôn rồi. Trời 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 trời. Cái Mày này. Ê. Ra khác nha. Nói nghe nè. điểm lo tụi tao đây là à, sao à con quay ngọt à trình mày đi chơi sóc ngại hả Nghe nè, ra đi. Trời ơi, tôi bị thương rồi. À, nếu mà giờ 2 ngày đánh tôi chết vậy cũng đâu có ích lợi gì đâu. trình mày đòi chỉnh ngang á cha 2 ngày quánh tôi chết là 2 ngày sẽ có tội, phải không? Là biết chừng nào mà chứng kiếp. Không biết 2 ngày đây là ma hay là quỷ hay là người. Chắc người quá. chẳng mới nâng á Tiếng cho Phi nói chuyện gì hết ta? À, 2 ngày có thể trao đổi đi. À, tôi sẽ tặng cho 2 ngày một sáp đô ha. Chứ giờ 2 ngày có sức mạnh rồi ăn hiếp một cái người đi giúp vong, có đi có một mình một à, cảm thấy cũng đâu có tốt đâu. Nó 2 ngày ôm cái lều đó cũng đâu có biết cách sử dụng đâu đó. Hiểu không? Nói chung là cái lều đó là để cho những người mà họ đi sống dân dã, sống sinh tồn á, họ mới sử dụng được. Còn 2 ngày ở trong rừng, 2 ngày ở kiểu như lùm bụi quen rồi mà. y như cái đó này như cái đó này Ê, ê, ê. Dạ. như cái đó này Ê, như cái đó này dạ. như cái đó này Ôi, trời ơi. như cái đó này Ôi, má ơi, quánh vô, cái chân mình gãy chân luôn các bạn. Ô ra đi 2 ngày ơi. à Ô chết tôi luôn rồi. Rồi mày ăn thích ngon ăn quay ngọt á chị nghe quay phim quay phim đấy quay phim đấy quay phim đấy cảnh á Trời ơi, ngọt ơi. Ôi. Cảnh á miền son đây cháy Chết luôn rồi. Quánh bầm dập vậy sao người ta cho tiền 2 ngày, 2 ngày muốn ăn uống gì người ta mua cho ăn. Trời ơi, 2 ngày chơi vậy là đâu có pha lấy. Không bệnh luôn rồi. miền son à người ta ăn nghe đừng quay vậy Đâu có, quay vậy đâu có. quay vậy Ờ, quay vậy đâu có, quay vậy đâu có. Đâu có, đâu có. Đâu có gì đâu. chẳng á Ôi dù. nhưng mà Trời ơi, con này lạ thiệt. Làm cái cam mình nãy giờ chắc có thể là nó bị nè. Có vấn đề mình té xuống đó các bạn, nãy giờ quay đứng. Ôi dồi. ta mới nhìn tròn đây Chết tôi luôn rồi, 2 ngày ơi. 2 ngày chơi vậy không tốt rồi. Con người với con người với nhau không à. Mình cấm người ta quay phim sao được. Nó như ngày xưa 2 ngày còn sống thì 2 ngày cũng đi vào rừng bắt con này con kia để sống để sinh tồn. Còn tụi tôi là người đi tham quan du lịch đó, cũng như là họ cũng sống thử thách sinh tồn vậy. À tốt rồi đó, trả liệu đi. tiền đó ở cả nó sao Biết xài tiền này không? Biết xài đô la Mỹ không? Nè. cả nó trò bà này Nó xài được á, đô la Mỹ á. nè Để đi. Có lý. Ôi dồi. thôi chị Ôi. nha mình quay phim rồi đấy Ôi quay chết phim là luôn. ngọt nó Quay phim ngọt ngon hả? á Ôi rồi chết mình nữa. quay cái nhiều đấy đó nó Ôi má ơi. tôi ta anh Ôi. tôi nó quay phim được là cái cỏ Phải không? lừa Họ nói gì mình cũng không biết luôn các bạn. chính mày Vậy là trả được cái lều. Cảm ơn nha. sao
Cụ thả là gì ta? Mình cũng không biết nữa mà chú. Ôi, nè các bạn coi nè, họ đi quanh kia. Nãy giờ mình bị họ cái bông kia là họ gượt, họ quánh mình vô một cái cây vô ba sườn phía bên trái ông bà cô chú, mà mình té xuống á là cái cây phía bên phải mình á là nó đâm vào bên phải luôn đó. Nãy giờ nói chung là sức lực của mình nó muốn cạn luôn các bạn. Trời trời, ôi Chị mới lâu được ta? ô Dòm họ đâu mà lâu á? biết rồi, họ nói gì không Được hiểu các ta? bạn. Ông quý chị và cô chú mà biết họ nói cái gì thì nhớ để lại cho mình một cái comment nha, mình hết biết luôn rồi, Cái nào nâng cái la xí đi. Đi vô nâng. Mà chú đi hết nổi rồi. Vũng Linh ơi, người gần ơi, giờ cứu tôi đi, giờ ngồi dậy hết nổi luôn nè, chắc có thể bị đột quỵ luôn quá các bạn, nãy giờ quỵ vậy là ngồi dậy đi hết nổi luôn thả đâu nè. Cảm ơn trả cái liều nha. cả nó rạp mấy Cái đó hả, 2.000 đô, đô la Mỹ á. anh nông riêng rạp mấy à chú quốc Cái đó là 2.000 đô la Mỹ á, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. ừ, tình mình ấy Tiền thiệt, tình mình ấy vậy. thiệt á, tiền thiệt á. Ngày xưa ở đâu, ngày xưa hay anh Linh ở đâu mà đến đây ở trong cái rừng này, bọn hổm nói ở đây là Umajon là sao? Campuchia. Ở Campuchia hả? Trời ơi, Campuchia thì nói Campuchia đi. Vậy bọn hổm nói Umajon, tưởng đâu 2 ngày ở khu rừng Umajon bị trôi lạc về đây chứ. Đi mua sữa nó ăn mới. Trời, đã cho tiền rồi, đừng có xử. Tao Mày á, làm gì không tốt đâu. gọi tao, chờ tao, Nói nghe nè. gọi tao. Ôi Ê, ôi ở bên là giùm mày. ai tụi tao tao quay ngọt lòng á, tụi ta lướt quay ngọt lòng á. Quá kinh khủng các bạn. Mẹ cái gì vậy, cái vòng kia nó bên mình các bạn, mà mình sẽ chết rồi. Thiệt tình đâu rồi, nhấp xíu nóc ao rồi các bạn. Cái gì? Cảm ơn Vông Linh nha. Vông Linh có thể bắt ông gần xuống cho tôi ăn miếng được không? Kè cho nó kìa. Chậm lắm. Lên chạy bắt ông gần cho tôi ăn miếng đi. Thì đó, đuổi tôi về, tôi về. Chứ tôi đâu ở đây làm chi. Nó đó hả? Thải qua đây, thải qua đây. Rồi. Ê, trời tao. Thằng ơi. Trời tao. Ơi ơi. Đi ra. Vòng này da trắng các bạn. Bên cái bên Campuchia. Ra ngoài đi. Để tôi lấy thức ăn của 2 ngày thử coi. Ôi cá ơi, ôi cá ơi. Trời đâu. Ôi cá ơi.
Ôi cá ơi, trời đâu. Ủa đâu? Ủa, bỏ đại đi, bỏ đại đi. Ăn chưa đi. Trời ơi. Ăn được không trời? Trời ơi. Như vậy là mình ở đây mình thấy ông rừng mình sống vậy hả? Hay là những người kia họ vào đây họ bắt ông rừng xong rồi họ giục cái này xuống mình lấy mình ăn? Ủa, anh chạm á. Coi cả ơi, chắc quậy ở đâu? Coi cả ơi. Không. Giúp rồi anh hấu đâu. Tụi tay á, anh xả đâu có quay ngọt á. Ây dồi. Ừ, cái liều của mình quán hồn dục tán loạn luôn các bạn, khổ ghê vậy. Thôi bây giờ nói nghe nè, tôi mời hai vị ăn uống ha. À, chắc có thể là những cái thứ này là hai vị ngày xưa cho đến ngày hôm nay chưa có từng ăn đâu. À, đồ ăn ở Việt Nam rất là ngon luôn á, chứ không phải như bên Cam. Bên Cam thì cái đó tôi không biết, chắc chắn ở bển cũng có món ngon ha. À, tôi mời hai ngày ăn cũng như là bày tỏ lòng thành cũng như là trả cái liều cho tôi á, phải không? Con có nói gì mình không hiểu các bạn. Tại vì tiếng Campuchia với tiếng Khmer ở đây nó hơi lạ lạ ăn tí. Giống như người Việt mà ở miền Bắc với miền Nam với miền Trung đó các bạn. Với Quế rồi đó, họ nói chuyện khó nghe lắm. Ôi chặt cái cổ chân luôn ông bà hội chú. Ôi đừng có chọi mày bà chúng tội dữ lắm tội á. Nè, bánh in mặt trăng hay là muốn ăn cái gì cũng có hết. Con á, ăn nó nhỏ thôi. Hả? Con cắn á. Cái gì? Đốt hả? Ồ, người mà đốt vậy? Ta lấy này về nó xài luôn. Ôi. Ôi người mà này người gần quấn chạy ra của chú mình không cần đốt nhang để đó cho họ tự họ hưởng nha. Lỡ đốt nhang mời ông bà cô bác hưởng đi, xong rồi tôi về. Lấy mít vô luôn các bạn, thấy là lạ lấy luôn cái xong. Đi đâu? Xì đi, ăn đi. Ừ. Đi đâu anh mày ơi? Mình ma hay là quỷ? Thôi, muốn thuốc nữa các bạn. Về luôn. Con người gần biết hút thuốc nữa. Hưởng nhang đi. Nè tôi để đây là tự lấy nè. Lấy xin thuốc tội nghiệp quá. Cái này mình không biết ma hay là người luôn, kỳ lạ lắm các bạn. Bây giờ đó, bây giờ nó quỳ dữ á, đúng không á? Nên xin mấy, cánh mái. Thôi ăn đi, ăn đi. Hai ngày lại ăn kia ăn đi. Hát. Chị hát. Không biết đường xé hả? Xé vậy nè, xé là vậy nè, xé là vậy nè. Vậy nè. Đó. Kính đó. Không biết xé, tôi xé cho. Rồi lại chỉ cái bông kia, nó xé vậy á. Ừ. Xin mấy.
không không hiểu. Chỉ cái bông kia, chỉ bông kia xé ra vậy là ăn á, là si á, si là ăn á. Ừ, chỉ bông kia đi. Ừ, xé kêu bông kia xé ra ăn đi. Ngon lắm, đồ ăn ngon lắm. Tiền nhóc luôn rồi. Thì chắc chắn là hai vị là người rồi, nhưng mà hai vị kêu tôi đốt không không có được đâu, đốt là đâu có xài được. Đốt là tở, nói chung là đồng tiền tở về cõi âm rồi, hiểu không? À, nhau tình mới. Gì? không hiểu mua bánh giùm á hả? Ok lấy tiền đi, tôi có tiền tôi mua. Muốn ăn gì? Ừ, xé nhẹ. Đủ quá trời các bạn. Đi ra ngoài chơi xíu. Rồi hai vị ăn xong rồi muốn nếu mà ma hay là quỷ muốn về chùa thì nói tôi. Còn người thì ở đây sống làm gì làm. Ông ấy đi về chỗ khác ở đi, ở đây ghê lắm. Ở đây gừng gú vậy sao sống. Quá trời mệt luôn các bạn. Cái gì? Họ nói cái gì mình có hiểu đâu trời. Cái gì? Cái truyền hình hư. Đặt vỉ hình hư à. Hư. Được đó, hư. Bắt xuống cho tôi đi. Lấy mật đi. Họ nói gì cũng không hiểu luôn các bạn. Họ nói là người Khmer ở bên Cam của chia. Ăn đi. Nếu mà ma quỷ thì muốn về chùa tôi giúp cho. Chùa đấy. Về chùa đi. Chùa. Nói gì cũng hiểu luôn. Bác ông hả? Bác ông bên đây nè. Ôi vui, ngợp hơi bên đây mới có ông mẹ. Họ đu cái này qua cái kia các bạn. Bắt cho tôi xin xị coi. Tổ ông bên đây nè. Bự lắm. Mấy gột cái ông mớm mớm ông leo lên chảnh được rồi trời. Ông lẹ vậy.
Rồi ông kia đâu rồi? Ông kia đâu rồi? Rồi cho nó. Hay là chập xăng chứ mày. Vậy là ông kia ông biến đi đâu rồi các bạn? Như vậy là hai ông này là ma rồi. Làm sao mà người được trời? Người là chắc chắn là không có biến được, quý anh chị và cô chú. Tìm ông hả? Ông bên đây nè. Tổ bên đây nè. Đó, về cho nó đó. Gì vậy? Vong nó bị ông chích hay sao đó các bạn? Vong mà sao bị ông chích trời? Để trốn mất tiêu rồi. Thì bây giờ mình đốt với tiền vàng bạc này các bạn ơi. Tại vì mình cảm thấy họ là vong. Hả? Họ làm gì? La la đi vô đó ra đây làm gì? Sao ông chích? Vong mà sợ ông chích gì trời? Thôi bây giờ tôi nói cho Vong Linh nghe nè, Vong Linh có thể kêu Vong kia ra đi rồi tôi giúp cho đi về chùa tu tập nè. Thôi anh thủ lại mà nói. Ha. Mình mình có phải là ma hay là quỷ không hay là người? Ai biết gì đâu. Kiếm cây làm gì vậy? Vậy thôi bây giờ tôi cảm ơn Vong Linh cũng như là trả cái lều cho tôi nha. Vong Linh ngày xưa ở bên Campuchia là ở tỉnh nào? Campuchia, Saray á. Saray hả? Ừ. Saray là gì? Sóc ảnh á, sóc ảnh một Saray. Có biết Nông Bên bản không? Dạ. Có biết cái tỉnh Nông Bên ở bên Campuchia không? Saray. Nông Bên là ngày xưa bộ đội Việt Nam mình ở bệnh rất là nhiều quý anh chị và cô chú. Saray hả? À, tỉnh Saray. Phải không trời? À, quý anh chị và cô chú và các bạn nào mà người dân tộc, người Khmer, nếu mà cảm thấy họ nói cái danh từ đó là cái gì thì quý anh chị và cô chú nhớ để lại cho mình một cái comment nha. Tại vì mình là người Việt cũng like Khmer nhưng mà mình ở bên cha nhiều hơn bên ngoại á, thành ra mình không có hiểu cái danh từ họ nói ha. Làm sao tính lấy cái cây đó lại để bắt ông cho tôi ăn á hả? Hả? Ừ. Ồ, cũng tốt quá nè. Rồi leo anh tránh bắt đi. Biến máy quay anh nâng phùa đèn lỏ. Cái gì? Ủa quay, sao anh quay á, nâng phùa. Là không? Tôi đâu làm gì đâu. Tôi răng. Rồi ở đây mình sống sinh tồn là kiếm gì ăn để sống. À, ông gừng á hả? À. Trời ơi, ông vậy mà họ ăn được trời. Đồ tiêu ta. Lạ vậy. Họ mất rồi các bạn. Ok, bây giờ mình đón họ chắc có thể là Vong Linh các bạn. Bây giờ mình sẽ đốt giấy tiền cho họ ha. Dù sao mình cũng cảm ơn họ trả cái túp lều lại cho mình rồi. Thì ok, bây giờ mình đi về thôi ông bà cô chú và các bạn. À, hôm nay mình đến đây cũng như là lấy được cái lều rồi
mình đang phân vân, mình không biết họ là ma hay là quỷ hay là người luôn các bạn. Tại vì mình có hỏi họ nhưng mà họ trả lời bằng tiếng ở bên cam á, thành ra mình không có biết về cái phần tiếng đó ha. Cảm ơn quý anh chị và cô chú đã xem video. Chúc quý anh chị và cô chú một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.